Hello các bạn, hôm nay thì mình mới đặt mua một cái bông lọc lọc gió của cái mic mic Boja M1. Bữa mình quay clip và để làm mắc cái này rồi, cái này thì nó dính cũng cứng chắc lắm, những cái bọc cũng dính lắm. Nhưng mà mình bị ướt á, mình lấy ra cái rồi không có nhẹ nó bay vô mất tiêu luôn. Còn bây giờ mình mới mua một cái bông lọc loại khác 94.000, thì nó ngược này thì nó chỉ có 50.000 thôi, nhưng mà ship nó mới mắc á. Vậy mình lỡ mình mua luôn cái loại lọc gió luôn. Ban đầu mình cứ tưởng là nó nhỏ lắm chứ, nhưng mà nó cũng bự các bạn, tính nó to như con chuột. Cái đây là cái bàn tay của mình, cần một lòng bàn tay rồi. Mình gắn vô đây. Giờ mình nói thử nha, alo 1 2 3 4, giờ gắn vô thì đây có một, mình đây có một cái quạt rồi. Để mình kéo ra khỏi cái quạt nữa nha. Chưa vô sát hết nhưng mà mình cảm thấy nó cũng dễ rớt. Không biết là do cái này hay sao. Giờ mình đưa thử trước đi ha, cái đó còn cũng sao. Lông thì cũng ok, giật thì nó. Alo 1 2 3 4. Rồi không biết thì nó sẽ như thế nào. Giờ mình tắt rồi mình kiểm tra xem. Các bạn nào mua mấy cái này mình mua ở trên đâu là mình mua ở bên cửa hàng Lazada. Mình mua ở trên Lazada nha các bạn. Có 50.000 à, nhưng mà của mình có nó ship tới 44.000 thôi. Rồi ok. Hello các bạn, mình mới tắt video đó, mình để coi lại cái chất lượng như thế nào đó. Thì rất mình cũng thấy rất là cực kỳ ok luôn á. Các bạn coi trước đó chắc cũng sẽ hiểu, chứ mấy giây trước đó cũng sẽ hiểu có thể là mình bị mắc cái bông lọc đó, là cũng là cái định mệnh để cho mình có được cái chất lượng âm thanh thấy hay hơn đó. Với lại để mình cũng hay đi quay ở ngoài biển đó, gió rồi nhiều cái này cực kỳ thích hợp đó. Hồi trước mình quay thì nó nghe cứ rột lại nói chung là cái tiếng rột nó khó chịu hơn là cái tiếng gió này. Tiếng gió là những người vù lọc cũng cái bông lọc lần trước thì nó cũng ok, nhưng mà nó cái mình thấy cái này nó cực kỳ ổn định hơn á. Để mình dơ cái quạt lên thử nó sao. Đó. Quạt
quạt này quạt cũng lớn lắm nha các bạn, chứ không phải quạt nhỏ đâu, bay bay chứ không phải là quạt mà mình để số nhỏ đâu. Mình cảm thấy cực kỳ ok, mua có 50.000 à, nhưng mà hiệu quả rất là ok. Nhưng mà cái gì ship thì nó hơi mắc á, ship tới 40.000 luôn á, là của mình chết 94.000 như có 54.000 40.000 50.000 cho 44.000 tiền ship. Đến giờ ra thì có nhiều chỗ chỗ bán, cứ tìm cái chỗ nào gần gần các bạn mua đấy. Mic Boza của mình đây, M1 nó sử dụng cho nhiều loại khác, miễn sao cái đầu nó nhỏ giống như vậy là quốc thôi. Đây. Cái này mình khuyên các bạn nha, các bạn nào mà đang đi tìm mic đồ nên mua cái loại có này nè, đừng có ham mấy cái mà 100.000, 100.000, 150.000, 50 mà để gắn vô điện thoại nha các bạn. Các bạn có thể thu âm ở cái chỗ mà phòng kín nó còn được, chứ các bạn mà thu âm ở chỗ mà ở ngoài đường á hay là gì là khỏi nghe luôn, nghe tiếng khó chịu lắm. Tốt nhất là phải mua cái loại bèo nhất là của Boya nè. Đó. Các bạn ráng đầu tư cái của Boya nè, nghe là cực kỳ ok. Ra mình đi ra biển mà mình xài nó cũng rất cực kỳ ok luôn. Rồi, thôi clip này mình sẽ dừng ở đây. Đó. Còn các bạn nào mà muốn nghe chất lượng của nó kỹ hơn thì cứ kết bạn Facebook với mình đó. Có các bạn muốn test cái kiểu gì thì mình sẵn sàng test cho các bạn. Nhưng mà chắc đó, nói chung là như vậy đó. Thôi, xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nha.